Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền tổ chức giải bóng đá mở rộng năm 2024, giải đấu nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4. Tham gia giải có 8 đội bóng đến từ các câu lạc bộ bóng đá trong và ngoài huyện Long Điền. Các đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn tính điểm. Chọn ở mỗi bảng 2 đội có thành tích cao vào thi đấu bán kết. Giải diễn ra hết ngày 28 tháng 4.